Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Nhung. Hôm nay thì Nhung sẽ hướng dẫn cho mọi người cách design, cách trang trí rồi là cách làm móng sao để cho nó hài hòa nhất nha. Mình sẽ làm 4 họa tiết ở trong một bàn tay. Ở đây thì mình sẽ làm vân đá này, ẩn hoa này, làm nơ từ giấy này và sẽ làm ngọc nửa. Tức là mình sẽ làm ngọc thạch ấy, từ gieo nhá. Rồi này, đầu tiên thì mình sẽ sơn thêm một lớp nữa nhá, nó là hai lớp sơn này. Bình thường các bạn làm sơn gel thì bao giờ cũng sẽ phải làm da rồi là sơn bay thì mình không nói nhá. Rồi này, sau khi mà sơn xong thì cho đi hơ xong thì bắt đầu mình sẽ lấy giấy vệ sinh ra và lấy một cái kéo ra để cắt này. Thường thì mình sẽ ướm nhá. Đây này. Mình sẽ ướm trước. Đó, nơ mình chỉ cần bé bé thì mình sẽ chỉ cần làm vậy thôi và sẽ lấy một mảnh thôi nha. Bắt đầu mình sẽ gấp thành hình cánh quạt. Gấp ra rồi lại nhả vào ấy, các bạn nhìn cái nếp gấp của mình này, tức là cái gấp làm sao đấy để cho nó đều cánh, không cần nó phải quá đẹp đâu nhưng mà nó chỉ cần đều thôi thì các cánh của cái nơ nó sẽ không bị tức là nhìn nó sẽ không bị thô ấy. Lần lượt như thế thì mình sẽ gấp này, đó. Sau mình gấp xong thì bây giờ mình sẽ nhả ra nhé, bắt đầu sẽ kéo ra này. Đó, nó thành hình như một hình cánh cửa xếp, mình sẽ đặt lên trên bề mặt móng. Nhưng mà trước khi đặt trên bề mặt móng thì lúc đấy mình sẽ lấy gel ra nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng gel lạnh của EAA, cái gel mà các bạn hay đắp xà cừ, ẩn xà cừ ấy. Nhất thiết là phải cái gel đấy thì nó mới sẽ ăn được. Và tiếp theo đấy là sẽ chuẩn bị cho mình một cái miếng dây đồng bé bé vào. Và nhớ nhé, khi mà làm cái này này phải để ý là các cánh nó phải xếp vào với nhau nha. Tức là phải tơi hết tất cả các cánh xếp ra ấy, thì lúc đấy thì mình mới làm được. Rồi này, khi mà có gel như thế này rồi nhá, mình ấn xuống và mình cho đi hơ. Hơ 60 giây xong thì mình sẽ cho đi ra và mình sẽ được như thế này. Tiếp theo đấy thì mình sẽ sử dụng keo để mình đính thêm một số phụ kiện này. Lưu ý nhá, giấy ăn thì nó rất là dễ bị, nó là móng cánh của nó rất là mỏng, khi mà dạng vào nước thì nó sẽ bị tơi. Nhưng mà khi các bạn làm xong rồi các bạn sơn tốt vào rồi ấy, thì nó sẽ 100% nó cứng và để được rất là lâu. Nhớ nhá, phải chú ý nhá, sơn tốt vào và để ý từng cánh một. Trong cái quá trình mà trước khi mà sơn tốt thì mình sẽ sử dụng ngọc chai nửa. Một set như thế này nó sẽ gồm 500 chai các bạn. 500 chai, 500 viên chai bé như thế này này. Mà có 20.000 thôi, rẻ lắm luôn ấy. Các bạn nếu muốn mua phụ kiện thì liên hệ với Zalo ở góc bên phải màn hình nha. Rồi sau khi mà xong rồi thì các bạn sẽ sơn tốt cho mình, nhớ này, sơn tốt lên trên cả các cái cánh đấy luôn. Thì làm các cái cánh này nó sẽ ngả màu rồi cho đi hơ. À, nếu như mọi người thấy video này hay thì ấn like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Rồi ngón tiếp theo là mình sẽ ẩn hoa này. Ẩn hoa ở đây thì mình sẽ vẫn sẽ sử dụng cái gel lạnh đấy nha. Một cái hũ gel này nó cực kỳ quan trọng luôn, luôn luôn cần. Mình sẽ sử dụng một cái hũ gel này và tiếp theo đấy là có đắp gel ấy. Rồi sẽ lấy hoa đi ẩn này. Tiếp theo đấy là cho giấy nhún lên trên bề mặt móng. Thì để mà trang trí được hài hòa nhất thì các bạn sẽ nên chỉ nên trang trí hoặc là design 4 ngón thôi, tức là 3 ngón thôi thì nhìn nó sẽ hài hòa nhất, 2 ngón để cho nó nghỉ ngơi. Rồi, bây giờ xong rồi thì các bạn sẽ lau cọ đi này và sẽ sử dụng cái nhũ siêu sáng để ôm viền nhìn cho cái ngón này nó cầu kỳ hơn một chút nữa. Như thế này là mình sơn tốt rồi, mình có thể hoàn thành ngón thứ hai rồi nha. Nhìn nó rất là xinh và đơn giản nữa. Rồi ngón thứ ba ở đây thì mình sẽ làm vân loang nhé. Mình sẽ sử dụng màu thạch đen nếu có, hoặc là nếu không thì có thể như mình sử dụng cái màu đen và pha một ít loang ra thì nó sẽ ra màu như này. Ấn xong thì các bạn nhớ là phải cho đi hơ nha, bởi vì là quá trình hơ nó rất là quan trọng. Không hơ thì cái gel này nó không khô được. Tiếp theo đấy sẽ đập giấy nhún lên trên bề mặt móng này, nó sẽ tan như thế này. Sau khi đập giấy nhún xong thì các bạn có thể giúp mình bằng cách là sẽ cho một lớp cứng móng lên để cho nó cố định lại cái vị trí của cứng móng nhé. Nhưng mà nếu mà không cho thì làm luôn trực tiếp như mình cũng được. Cho cái lớp gel màu tương ứng với cái màu đồng bộ của cái bộ móng này, pha với một chút màu đen này. Hoặc sau khi mà pha xong này thì các bạn sẽ đặt lên trên bề mặt móng như vậy, tránh cái phần giấy nhún ra nha, thì để cho nó sáng nhất có thể. Sau khi mà làm xong cái này rồi thì các bạn sẽ tiếp tục này, ấn tiếp. Vậy lấy chính cái màu xanh nhá, pha một chút màu đen thì nó sẽ ra cái màu mình đang làm. Hoặc bạn nào mà có loang cồn rồi thì không cần. Tiếp theo đấy là sử dụng màu đen này, đề lên này. Đó. Thực ra thì neo này rất là đơn giản và làm các cái ngón này này chỉ cần là để ý một chút thôi là mình sẽ ra được một bộ móng rất là đẹp rồi. Nhìn xa ấy,
luôn luôn nhìn xa này rất là ảo. Tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng cái cồn loang màu trắng của Vinimay nha. Rồi là sẽ sử dụng con cúc để tán ra này. Thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng ảo như này và các bạn không cần phải làm gì quá nhiều. Cuối cùng thì sẽ sử dụng cái gel cọ nét của hoa hồng ấy. Rồi mọi người sẽ dặm lên. Tiếp theo đấy vẫn là lấy cọ hoa cúc nhá, tán ra. Mình không cần thiết là nhất định là phải cho người ta biết rằng đây là mình đang vẽ cái gân trắng, gân đen lên. Rồi ngón cuối cùng này. Ngón cuối cùng thì mình là cái ngón đơn giản nhất và mình làm dễ nhất. Bằng cách là mình vẫn lấy một cục gel nhé, đặt lên trên bề mặt móng, xoay ngang ra. Nhớ này, cái gel này nó rất là dễ chảy, nhưng mà cái hãng gel này này thì các bạn để thoải mái luôn, không sợ. Rồi tiếp theo đấy là sẽ lấy một cái móng này hoặc lấy bất cứ một cái gì đấy thì các bạn đi lên, các bạn cho đi hơ nha, y hệt như vậy. Sau khi mà lột hơ xong thì lột ra thì mình sẽ được như thế này. Cho thêm một ít gel lên nữa để làm cái đá thủy tinh này. Thực ra cái này gọi tên thì nó sẽ hơi sang một chút thôi, nhưng thực chất là nó chỉ là cái gel lên, xong là gel cục nổi lên ấy. Mình sẽ cho xà cừ lên trên chốc này, hoặc các bạn nào muốn cầu kỳ hơn ấy thì lấy giúp mình pha thêm một ít màu. Ví dụ như kiểu muốn là cẩm thạch đỏ thì sẽ pha thêm một ít đỏ trong quá trình hơ ấy. Thì cái gel này quyện với màu đỏ thì nó sẽ tự ắt ra một cái viên cẩm thạch màu đỏ. Nhưng ở đây mình thích màu trong rồi mình cho xà cừ lên thì cái này cũng được, tùy. Mỗi người sẽ có mỗi một cách làm khác nhau nha, và sẽ có kiểu làm khác nhau. Ở dưới đây mình sẽ cho nhũ siêu sáng bởi vì là đang tiện. Nhũ siêu sáng ở cái ngón ẩn hoa. Hoặc là các bạn có thể cho màu đen cũng được, tùy, nói chung là rất là nhiều cách. Sau khi mà xong rồi nhé thì bây giờ sẽ cho đi hơ này. Hơ xong thì sẽ sơn tốp lên và sẽ hơ xong thì sẽ cho thêm một cái lớp gel nữa để thứ nhất là nó sẽ nổi gồ lên cục này lên này, và cái thứ hai là nó sẽ bao viền được cái cục xà cừ này. Mình không cần phải mài lại nha, bởi vì đây là mình chủ làm nổi. Rồi sơn tốp lên là sẽ là hoàn thành. Sau khi mà làm xong được thì mình sẽ sơn tốp lại toàn bộ bề mặt móng và mình sẽ được một cái bộ móng như thế này. Nhìn nó rất là xinh luôn ấy. Rồi cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha. Nhớ là đăng ký kênh này để ủng hộ mình, ngoài ra những video mới thì các bạn có thể nhận được nhanh nhất nhé. Nhớ bạn ấn vào nút quả chuông á.